Thực tế cho thấy thì có rất nhiều mô hình xử lý rơm rạ hiệu quả và rất cần được nhân rộng trên toàn quốc để giúp người nông dân thay đổi thói quen, hành động của người nông dân, tránh lãng phí nguồn tài nguyên này. Với những sản phẩm mà từng được coi là rác thải nông nghiệp thì đều là những nguồn tài nguyên lớn mà chúng ta có thể tận dụng. Và nhân vật khách mời trong Rubik Cuộc Sống của chúng tôi ngày hôm nay cũng là một người mà đang làm giàu với những sản phẩm như thế, đó chính là thân chuối. Và hãy cùng xem anh thực hiện ý tưởng của mình như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, chuối thì có thể làm gì ạ? Ví dụ như mà đứng bên cạnh cái buồng chuối như thế này thì tôi chỉ nghĩ đến món ốc chuối đậu thôi ạ. Thế nhưng mà cây chuối thì tác dụng của nó không chỉ đơn giản như vậy đâu ạ. Những cái bã chuối khô như thế này bỏ đi ư? Không ạ. Chúng được tận dụng để trồng nấm, làm phân rắn và nước ép của thân chuối thì được tận dụng để làm những chai phân rất là hữu ích như thế này ạ. Và thân chuối thì có thể tận dụng để xuất thành sợi và làm rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ. Và rất nhiều các sản phẩm thời trang thân thiện với môi trường như thế này nữa ạ. Vâng, xin chào hai MC trường quay, xin chào quý vị khán giả. Bên cạnh tôi đây là anh Bùi Khánh Dũng, khách mời của chương trình Rubik Cuộc Sống ngày hôm nay ạ. Và cũng là chủ của doanh nghiệp Busha Bacta, người đã biến những sản phẩm từ chuối, đây, những sản phẩm xung quanh ạ, đến trên mặt bàn như này ạ. Có thể nói là đến khai thái thì gần như là ai cũng biết anh Dũng và gọi là Dũng Chuối ạ. Không biết cái tên gọi này thì chắc có lẽ là xuất hiện từ năm 2019 khi anh bắt đầu thành lập doanh nghiệp và đưa cái nghề xuất sợi chuối về đây. Và cái tên Dũng Chuối thì không biết là đối với anh có ý nghĩa như thế nào? Tôi rất tự hào về cái biệt danh này vì có thể nói là nó mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui trong công việc và rất nhiều những cái giá trị mới cho xã hội, cho cộng đồng. Tôi rất là tự hào và vui. Khi mà có những cái ngã rẽ nó làm cho mình có thể thay đổi cả một cái nhận thức hoặc thay đổi cả một cái số phận. Thì thành lập công ty Busha Bacta hay là làm các cái sản phẩm từ sợi chuối là một cái bước ngoặt rất lớn. Vâng ạ, ý tưởng để tận dụng thân cây chuối để tạo ra những cái sản phẩm như thế này đến từ đâu ạ? Và có lẽ phải có cái duyên gì đó khiến anh có thể là từ một người làm công việc cũng liên quan đến truyền hình như chúng tôi đúng không ạ? Có thể chuyển sang để gắn bó với cây chuối như bây giờ ạ? Thực ra nó có hai cái điều. Một cái điều là cái đấy là nó có thể nói là ăn rất là sâu từ bé. Tức là tôi có cảm giác là tôi luôn muốn làm cái gì đấy mới hoặc thậm chí là chưa ai từng làm. Mà như bạn biết ấy, thì thực ra đến thế kỷ thứ 21 mà ở trong cuộc sống, trong xã hội mà có cái nghề nào, cái lĩnh vực nào ấy, chưa ai từng làm một cái điều gần như không tưởng. Thế nên là nó có thể nói nó có giống như một ước mơ siêu nhân hay là phi hành gia của cái trẻ con. Với tôi như vậy. Thế thì sau khi này đi làm thì tôi có đi làm báo thì có một cái người thủ trưởng rất là đáng kính là giáo sư Phạm Tất Dong, tạp chí Thế Giới Chúng Ta. Thì có rất nhiều điều mà học hỏi từ cái vị thủ trưởng già đáng kính ấy. Nhưng đặc biệt là có một cái điều là cái sức làm việc và có một cái vừa là một cái đề tài của cụ, của giáo sư mà rất là tâm huyết, đấy là học suốt đời. Thế thì với tôi cái ngành sợi chuối hay là ngành trồng trọt cây chuối cũng là như vậy. Thì thực sự đây là một cái đam mê. Vâng, ước mơ thì rất là đẹp ạ, nhưng mà chúng ta phải gần với thực tế đúng không ạ? Vậy bài toán kinh tế đặt ra là như thế nào ạ? Từ một cây chuối chỉ để lấy quả và có thể lấy thêm lá để làm các loại bánh hoặc là các mục đích khác, thì bây giờ mình có thể tận dụng từ gốc tới ngọn, từ trong ra ngoài. Vậy thì giá trị kinh tế của nó đã tăng lên gấp mấy lần ạ? Thế thì với cái giá trị tạm gọi là giá trị trồng chuối lấy quả thì ta cứ tính cho nó là 1 đồng đi. Thì còn lại toàn bộ các cái giá trị từ củ gốc cho đến thân lá còn lại
Thì theo cái tính toán chúng tôi và thực tế là đã ứng dụng một phần khá lớn vào trong sản xuất, thì thấy rằng là nó có thể thu lợi gấp 2,5 lần so với cái buồng chuối. Đấy là cái giá trị mà rất tốt cho người nông dân. Vậy thì hiện nay diện tích trồng chuối để có thể phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp của anh ạ, ước chừng khoảng bao nhiêu ạ? Và có ở các địa phương như thế nào ạ? Cái đặc điểm trồng trọt của khu vực phía Bắc nói chung và khai thác nói riêng ấy, thì ví dụ như các bạn thấy là ví dụ một cái vùng trồng có thể 200-300 hectare, thế nhưng nó sẽ là của 200-300 người, tức là nó rất manh mún và chia nhỏ. Thế thì hiện nay với các cái xưởng tuốt sợi thì là chúng tôi vẫn đi theo cái xu hướng tận thu, tức là thu lại cái thân chuối sau khi thu hoạch và gia tăng giá trị nó bằng cách sản xuất sợi và các cái sản phẩm từ cái bã và nước. Thế còn cái kế hoạch vùng trồng thì hiện nay chúng tôi có phát triển ở một số vùng mới như là Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên và tới đây là Quảng Trị. Thì ở những cái vùng mới này thì chúng tôi phát triển theo cái xu hướng organic và để chúng tôi làm cái sản phẩm công nghiệp từ quả chuối, cụ thể là bột chuối, thì nó sẽ làm giảm cái áp lực của cái quả tươi và gia tăng giá trị cho người nông dân và tránh cái áp lực được mùa mất giá và chủ động hoàn toàn trong sản xuất. Ở mỗi địa phương, cái số lượng trung bình để mà phát triển vùng trồng riêng cho Musa Bacta là độ khoảng 500 hectare. Cụ thể trên Lào Cai thì hiện nay đang phát triển ở 4 huyện: Bát Sát, Bảo Thắng, Bảo Yên và Mường Khương. Thế còn Tuyên Quang thì sẽ phát triển ở Chiêm Hóa, ở Yên Sơn, Sơn Dương và một phần của Na Hang. Thì đấy là những cái vùng trồng mà trong tương lai gần và với cái diện tích tôi tin là sẽ càng ngày càng lớn để đáp ứng cho những cái nhu cầu mà các cái nhà máy tinh bột trong tương lai công ty. Vậy thì các hợp tác xã trồng chuối sẽ hợp tác với doanh nghiệp của anh như thế nào và họ có lợi như thế nào trong cái sự hợp tác này? Hiện nay thì các cái hợp tác xã mà sản xuất sợi chuối thì công ty cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ và bao tiêu đầu ra. Và các cái sản phẩm đầu cuối thì nếu mà nó phù hợp với cái đặc điểm địa phương, ví dụ như là các sản phẩm phân bón hữu cơ thì một phần tiêu thụ tại chỗ và một phần công ty tiêu thụ. Thế nó là cái may mắn khi mà cái nhu cầu thị trường thế giới nó rất lớn và họ tự tìm đến chúng tôi và đặt hàng. Có lẽ là đến thời điểm này thì chắc là cây chuối là cây mà anh Dũng yêu nhất đúng không? Cây chuối theo đánh giá của tôi là một cái cây hữu ích nhất, vì nó vừa là một cây thực phẩm, vừa một cây hoa quả, vừa một cây dược liệu và vừa một cây sản phẩm hàng hóa tiêu dùng. Đấy là có thể nói là một cái cây tận thu từ gốc đến ngọn. Cái thứ hai là qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu cây chuối thì tôi thấy những điều rất thú vị về cây chuối và khiến cho tôi thậm chí là kính phục nó. Ví dụ, bạn trồng tất cả cây chuối là trong đầu bạn là khẳng định nó sẽ ra buồng, tức là 100% cây chuối là nữ. Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy hoa chuối đực, tức là nó không cần thụ phấn, không cần ong, không cần gió mà nó vẫn ra quả, vẫn thậm chí ra cả hạt. Thì đấy là có thể nói là một cây thuần âm. Sinh sản thì cũng không cần hạt, nó sinh sản vô tính, nó tự nhân rễ ra, tự ra chồi. Thế thì nó là một cái điều rất đặc biệt. Và có thể nói là trong khoảng 9-10 loại cây ăn quả có sản lượng lớn của Việt Nam thì chuối là một cây có sản lượng lớn nhất. Theo cái số liệu tôi được biết thì xấp xỉ khoảng 4 triệu tấn. Cái số 2 là thanh long mới có độ khoảng 1,5 triệu tấn. Không so gì với chuối cả về mặt sản lượng. Thế nhưng mà cây chuối là có thể nói là cái cây bị hắt hủi, bị bạc đãi nhiều nhất.
bạn có thấy là ngay cả ở nông thôn thôi, ngay ở bất cứ một nhà dân nào, cái chỗ đất nào mà hẻo lánh nhất, bờ bụi nhất, ven ao hoặc là rìa tường là sẽ trồng chuối. Người ta hay nói là bờ ao của chuối đúng không? Đấy, không bao giờ cái cây chuối sẽ được đặt ở một cái nơi đất tốt nhất là sẽ dành cho chuối, không có. Là trồng chuối một cách tự nhiên, trồng ở trời, không có một cái chăm bón gì, không có một cái tưới tắm gì, kể cả một cái mùa khô Quảng Trị như thế, gió Lào, nhưng mà cây chuối vẫn lớn, vẫn ra quả. Thì đấy là một cái có thể nói là một cái bài học, một cái giá trị sống, tức là luôn tận hiến cho đời. Vì cây chuối có tính âm nên là có lẽ là nó cũng được sử dụng và có ý tưởng để làm những cái chiếc chổi để có thể bao sái bàn thờ như thế này đúng không ạ? Vâng ạ, và những cái vật dụng trên bàn và xung quanh chúng tôi đang ngồi thưa quý vị là những hình dung của anh Dũng cho đến thời điểm này về tác dụng của thân cây chuối và sợi chuối. Vậy thì trong tương lai thì chuối còn có thể làm được những điều kỳ diệu gì nữa? Anh có thể chia sẻ thêm không ạ? Chúng tôi muốn phát triển cái sợi chuối và nâng tầm sợi chuối lên một cái tầm cao mới. Đấy là sản xuất bông vải sợi công nghiệp từ sợi chuối. Và cái điều đấy nó đòi hỏi cái đầu tư về khoa học công nghệ, cũng như là đầu tư về thiết bị, cũng như đầu tư về tiền vốn rất là lớn. Nhưng mà tôi tin là cái điều đấy nó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực và nó sẽ trở thành một cái sản phẩm mới, góp phần tạo ra một cái nghề, một cái ngành mới tại Việt Nam. Thì Musa là tiếng Latin của cây chuối, họ chuối, từ về thực vật học. Pacta là cái từ ở trong cái câu, ở trong tất cả các hiệp ước thương mại, các hiệp ước, hiệp định quốc tế là Pacta Sunt Servanda, là cái câu là chúng tôi tình nguyện, cam kết tình nguyện thực hiện cái giao ước này. Thì Musa Pacta là một cái giao ước về sợi chuối, giao ước về sinh kế, về xóa đói giảm nghèo và giao ước về thân thiện môi trường. Có thể nói là các cái xưởng sản xuất sợi chuối hiện nay là chúng tôi đã làm được cái việc như vậy, tức là không rác thải. Vâng ạ, một lần nữa thì rất cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của anh Dũng. Có thể là nói là vượt xa những hình dung hiểu biết của tôi. Thưa quý vị, hiểu biết của tôi riêng tôi đã, còn quý vị khán giả thì không biết như thế nào về cây chuối, về những tác dụng tuyệt vời của cây chuối. Một lần nữa thì rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình. Vâng, thưa quý vị, đúng là không có một phần nào của cây chuối có thể bỏ đi cả. Và sau chương trình ngày hôm nay thì tôi thấy yêu hơn cây chuối đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng quả chuối rất là giàu dinh dưỡng và từ gốc đến ngọn thì chúng ta đều có thể tận dụng và không phải bỏ gì đi cả. Vâng, chính vì lý do đó thì tôi cũng sẽ giới thiệu tới anh Xuân Tín cũng như là quý vị khán giả một loài chuối lớn nhất thế giới, đó chính là Musa Ijens, chuối khổng lồ ở New Guinea, Indonesia. Có rất là nhiều thông tin thú vị xoay quanh cái loại chuối này ạ. Đó là quả chuối thì dài tới 18 cm và nếu như mà một người ăn thì sẽ no cả ngày. Và hình ảnh về loài chuối này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.